khi mà gặp phải cái thiên nhiều sát này, nó xảy ra những cái tai nạn nó cực kỳ bất ngờ, tai nạn bất ngờ, tai nạn về pháp luật này, hay tai đi ăn chơi vớ va vẩn kéo bị công an bắt, ví dụ như, hay là hoặc là rất dễ những cái tai nạn liên quan đến xe cộ hay đi lại. Phong thủy thì nó có một cái dạng sát người ta gọi là thiên kiều sát. Cái thiên kiều sát này á, nó là một cái dạng sát do ngoại sát phong thủy nó gây ra, và nó sẽ làm cho chúng ta là rất là dễ mà khi mà gặp phải cái thiên kiều sát này, nó xảy ra những cái tai nạn nó cực kỳ bất ngờ, tai nạn bất ngờ, tai nạn về pháp luật, đi ăn chơi vớ va vẩn kéo bị công an bắt, hoặc là rất dễ những cái tai nạn liên quan đến xe cộ hay đi lại, hoặc là những cái vấn đề mà liên quan đến trực khí thì nó gọi là thiên, một cái dạng gọi là thiên kiều sát. Thiên kiều từ bên yếu tố từ bên ngoài, sát cái kiều là cái cầu, cái chữ kiều gọi là cái cầu, đúng không ạ? Thế thì chúng ta có bao nhiêu cái loại cầu ở đây? Chúng ta có bao nhiêu loại cầu ở đây? Một, chúng ta có cầu vượt sông, đúng không ạ? Đặc biệt là trong khu vực Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu hay là những khu vực thuộc Sài Gòn, đúng không ạ? Rất là nhiều sông nước. Cái trường hợp thứ hai đó là ở nội thành Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh nhiều thì nó có cái gì ạ? Cầu vượt. Cầu vượt đường ấy. Hà Nội nó vượt đến 4 tầng luôn đấy. Đúng không ạ? Gọi là cầu vượt. Rồi cái cầu này nữa là tàu điện. Cái đường cao tốc, đường ở Hà Nội nó có cái đường tàu điện trên cao ấy, thì tất cả cái này đều gọi là kiều và đều gọi là cầu. Đúng không ạ? Thế thì chúng ta cảm giác như này. Nó có ba cái trường hợp xảy ra cái trường hợp cái cầu cái thiên kiều sát như thế này. Cái nhà của chúng ta nó như thế này ạ. Đúng không ạ? Đây là cái nhà tiền chúng ta, ví dụ như một tầng, hai tầng, ba tầng rồi đúng không ạ? 3 tầng, 4 tầng gì đó, đúng không ạ? Cái nhà trên này đúng không ạ? Thế thì ở cái nhà của chúng ta bây giờ nó lại trước mặt nhà nó lại có cái cầu vượt, nó sẽ phía ra qua như thế này. Tức là nó tạo ra một cái lớp cắt ở phần cái đường là thủy lộ. Trong phong thủy thì những cái gì liên quan đến đường đi thì nó đều tạo thành lộ, và cái lộ đấy thì nó tạo thành khí. Cái đường khí nó sẽ chạy lên trên như thế này. Đó, thế là khi chạy như này là nó sẽ cắt ngang cái phần khí của cái cuôi dương trạch của anh chị các bạn. Cái cắt ngang này nó ảnh hưởng, một là cái nhà là càng gần càng sát, tức là càng cạnh cái cầu kiều đấy thì nó càng ảnh hưởng. Còn nếu như trường hợp những cái nhà nó ở đằng xa hơn một chút, nó xa hơn một chút, nó xa hơn một chút đúng không ạ? Thì nhìn thấy cái cầu này mà thấy nó tức mắt, hoặc là thấy nó khó chịu, hoặc là thấy nó trực vào mình thì cũng bị ảnh hưởng. Chưa kể ví dụ như những cái một số cái cầu, khi mà chúng ta nhìn cái cầu dây băng chẳng hạn đúng không ạ? Cái cầu dây băng nó đan như thế này. Xong đầu là nó lại có một cái, đây là một thân cầu, cái nhà chúng ta nhìn chéo đi đúng không ạ, nó có tiếp một cái dây đan nó đan như này, đan tiếp này, chúng ta nhìn thấy cái dây đan cái cầu như này, thì vô tình chỗ này nó tạo thành cái gì, cái lưới, nó gọi là thiên la. Cái này với chị mình nhìn cái cầu mà cầu dây văng ở trong Đà Nẵng, cái cầu nó thế này, nó vào như này, cái cầu dây văng này, xong rồi nó bắn cái dây 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 như này, bắn cái dây như này này, nó phải có hai dây chứ, một cái dây bên này, cái đường cầu như này nhá, thì một dây bên này, một dây bên này, đúng không? Thế thì khi mà nhìn so le đi một cái thì tự nhiên nó biến thành cái lưới. Thế thì tất cả những cái trường hợp như thế này thì nó đều tạo ra thành một cái sát ở trong phong thủy, người ta gọi là sát cho thiên kiều. Và tại chị nhìn thấy tôi giảng cái bài sát trước là đúng không ạ, là từ cái sát này nó ứng sang cái sát khác, nó không chỉ là một mình là cái khí cắt nhà nữa. Đây là sử cái cầu như bây giờ, hồi xưa cái cầu làm gì có dây văng, thì đâu có tượng thiên la, thì đâu có tượng thiên la địa võng. Cho nên ra là cái luồng khí khi nó cắt trực diện trực tiếp vào như này, nó sẽ làm cho cái căn nhà của chúng ta nó không khác gì thủy cắt chân, giống như là cái nhà mà xây mà có nước cắt ở bên dưới ấy. Đấy là tôi còn chưa kể những cái trường hợp là thiên kiều sát nó còn trực thương với cả, nó còn phối hợp cả với cả lộ xung sát và đao chạm sát. Tức là như này, cái cầu nó có thẳng đâu, nhiều khi cái đường nó lại cong, đúng không ạ? Cái cầu đã vượt rồi nó lại còn cong, đúng không ạ? Thế thì cái lực này nó đã nằm ở trên cao, nó phang xuống, nó đập xuống rồi, nó lại còn cong nữa, nó còn mạnh nữa, nó ảnh hưởng, nó còn tác họa cho phong thủy hơn nữa. Cho nên khi mà phạm phải hay là bị nhìn thấy, khi mà đứng nhìn ra và chúng ta nhìn thấy hình tượng như cái lưới này, nó che, nó chụp ngay trực tiếp vào cái ban công của chúng ta, thế thì tai nạn bất ngờ. Tai nạn này, khi tôi dùng từ tai nạn nhé, không có nghĩa là ra ngoài đường gãy chân gãy tay. Ra ngoài đường gãy chân gãy tay nó là một phần thôi, ví dụ đi chơi trượt chân ngã. Còn nguy hiểm hơn cái tai nạn này là nó liên quan đến cái này là gì, là pháp luật. Vậy thì bây giờ làm thế nào để mà hóa giải, làm thế nào để mà hóa giải cái sát này? Khắc ứng thì cứ đến cái năm đêm của nhật thời đáo, thần sát đáo xấu vào là nó ứng. Để mà hóa giải sát này quả thật là khó, tôi phải nói nó là rất là khó, vì rằng là chúng ta phải phải sử dụng rất nhiều những kỹ thuật ở trong này. Một là nếu như căn nhà của các bạn mà nó có cái đề về mặt kỹ thuật trước, nó có cái ban công ở phần phía đằng trước, thế thì ở cái ban công ở chỗ đằng trước này là chúng ta sẽ để những cái chum hoặc những cái lư mà trong đó chúng ta đổ nước vào, và chúng ta có thể trồng lên trên đó cây sen hoặc cây súng, các bạn là thế này.
phải là thế này, đúng không ạ? Và trên đấy ta trồng sen hoặc súng, ta trồng cây bên trên, bên trong này để nước, vì cái lá sen tượng hành hỏa này nó còn qua súng nó còn phụt lên, đúng không ạ? Kể cả những trường hợp gặp thiên kiều sát nhẹ nữa, nó phải có vu, nó phải có cái gì để mà rách lưới chứ, không phải chết à, đúng không ạ? Cái điều thứ hai nữa là rèm, vì cái phần cắt sắt này nó không cắt ở phần dưới, đây là đại môn, đây là cửa chính chúng ta, cắt thì cắt bên trên thì chắc chắn chỗ này nó phải có rèm cửa. Cái điều thứ ba nữa là thế này, đây là cái rèm cửa nhà chúng ta, đây là cái khuôn rèm, đây là khuôn rèm, đúng không ạ? Ví dụ cái rèm cửa nó nằm nhà, cái rèm cửa nằm nhà, hạn này là khuôn rèm, đúng không ạ? Thế thì ở cái đầu rèm bên này và đầu rèm bên này là chúng ta phải sử dụng là hai cái sâu hồ lô đế tinh trần triều, tức là hồ lô ngũ đế, tức là có năm cái đế, cái đồng xu vào treo ở hai bên, và ở giữa là chúng ta sử dụng một cái gương gọi là gương thập nhị địa chi. Gương thập nhị địa chi đó là một cái gương làm bằng gỗ đào, đúng không ạ? Làm bằng gỗ đào, nó có tác dụng rất mạnh trong cái việc kỵ tà, nghênh thái tuế, và đặc biệt là hóa giải cho cái thiên kiều sát. Vì gương này nó có đặc biệt này, là ngoài cái việc ở giữa nó làm một cái gương lồi, ở xung quanh nó có 12 con giáp ạ, để mà khi vào đến năm vận hạn hoặc thái tuế hoặc bị trực khí vào thì nó có tác dụng để nó xử lý được. Thế thì đối với cả cái cửa nhà mà vào cái trước này là thường nó hay vào cái ban công, hay vào cửa, cái cửa thông phòng, hay vào phòng ngủ, thì hai bên cái cửa đấy là treo cái hồ lô đến trần chiều. Còn nếu như mà chúng ta mà cảm thấy mà cẩn thận nữa, mà nếu như trong trường hợp mà nhìn ra cái nhà mà nó có cái hiện tượng như cái lưới trời như thế này, như cái thiên la địa võng này, thì ngoài cái việc mà sử dụng đấy ra thì trong trường hợp chúng ta còn phải sử dụng thêm một cái pháp khí nữa, chúng ta sử dụng cái kiếm đế tinh trần triều. Cái kiếm đế tinh trần triều là cái thanh kiếm được tết bằng 5 cái đồng tiền xu, nó là những cái đồng tiền xu thôi, trong hình tượng cái kiếm thôi, phải treo cái kiếm ở đấy, đúng không ạ? Hình tượng kiếm nó kết thành những đồng tiền xu nó dài như này, ví dụ cái đồng tiền xu nó dài như này, đúng không ạ? Và hình tượng kiếm như này, treo cái kiếm đi vào thì nó mới có thể giải quyết được. Còn những cái căn nhà nó mà ở xa hoặc là nhìn thấy mà cái này nó không vượt qua cái tầm nhà của chúng ta thì nó không bị ảnh hưởng.